Hello, xin chào mọi người đến với công nông vùng cao. Xe anh Hùng lại đi chở chỗ khác mọi người nhá. Đường rất là trơn. Để có lên được không cái này mới khó nói mọi người. Đi xe không còn lên không được thì chở hàng lên sao được. Ban đấy ngay. Ban rồi. Xong. Rồi, xong. Đấy. À, lốp mới này ban lên khá đấy. Ô, ca này chắc phải tơi rồi. À. Ngửa lên, đảo lên. Xong. Chả biết đi xe số 2, số 1 nữa. Để coi lên được không đã. Đấy, mọi người chơi quả bô giảm thanh phát là êm máy ngay mà. Không vào tẩy mà không đi. Lên thì không lên được giờ. Được rồi. Thắt địa hình à. Nữa. Đi nữa đi, còn rủng mà. Ôi. Vừa nay không được. Trần lắm. Thoát đi được. Ok. Xe đã lọt đoạn này rồi mọi người. Đoạn trên kia thì đi bình thường rồi. Hẹn mọi người video tiếp theo.